Hello anh em, thoáng nhìn chắc anh em cũng biết hôm nay tôi dán xe gì rồi ha. Vario cho đến hiện tại theo tôi biết thì nó có 4 mẫu, mẫu 160 mới nhất bây giờ nè, tôi không được thích lắm anh em. Tôi thấy cái mẫu nó hơi bị to và cồng kềnh như là siêu nhân vậy. Tôi rất là thích cái mẫu 2018, 2019 và đặc biệt là 125 mẫu 2022 này nè anh em. Còn anh em ấn tượng và thích cái mẫu nào? Vấn đề thì xe này mình vừa mới dán xong, keo trong siêu bóng 3 lớp để bảo vệ dàn áo, nhưng mà cũng không phải bảo vệ dàn áo đâu các bạn. Bởi vì anh chủ xe nói là chiếc xe này anh thấy màu trắng nó rất là đẹp cho nên anh mua, nhưng mà mua về anh phát hiện ra là màu trắng nó là màu trắng nhám. Mà màu trắng nhám nó kỳ lắm, nó cứ bám dơ mà mình lau, mình chùi, mình vệ sinh nó rất là khó. Mà mỗi lần lau như vậy, nhìn chiếc xe nó lem lem ra, nó cũ. Ai cũng nói mua xe mới gì mà như mua xe cũ vậy. Anh ấy hỏi mình có cách nào để khắc phục vấn đề này hay không. Mình nói là rồi, dán keo trong siêu bóng 3 lớp đi anh. Mà bây giờ các bạn thấy đó, dàn áo siêu bóng rất là sạch sẽ, rất là đẹp và dễ dàng vệ sinh đúng không nè. Nhưng mà mục đích hôm nay làm video cho các bạn xem, nó không phải là review cái keo trong siêu bóng 3 lớp đó đâu, mà chính là review dán cái cặp chó đèn này nè. Nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó mang tầm nghệ thuật và đẳng cấp quốc tế đó nha các bạn. Đón xem một cái vấn đề này khá là thú vị, có thể một số bạn chưa biết là hệ thống đèn của Vario thiết kế khá là độc đáo, hai bên tách biệt rõ ràng như hai giọt nước kéo dài như vậy đó, nhưng mà thật sự ra là bên trong nó phun một cụm luôn các bạn. Kể cho các bạn nghe hỏi câu chuyện này, hôm bữa có chị kia đem lại một bên chỗ đèn là bị chày, còn bên kia là bị bể lủng lỗ luôn. Chị ấy nói là thôi thay chị một bên thôi, bên đây khỏi thay. Tôi mới báo giá xong thì tôi cũng thay bình thường thôi. Khi thay xong giao xe chị ấy vui lắm, chị ấy mừng ríu rít và chị ấy cảm ơn lý lịa luôn. Hai hôm sau thì chị ấy điện thoại cho tôi, chị ấy xin lỗi các bạn, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Thì chị ấy nói là hôm bữa em thay lộn chị rồi, em thay cả hai bên luôn mà em tính tiền có một bên à, chị cũng xử ý, chị cũng về luôn, thôi đọc số tài khoản đi chị chuyển khoản lại cho em. Tôi cười tôi nói với chị là chị ơi không phải đâu, nó là full cụm luôn á, chị thay một mà được hai đó. Tưởng chị sẽ vui ai giờ chị chửi tôi liền các bạn, quỷ sứ cái thằng này gì mà hôm bữa em chịu nói rõ ràng ra làm hại mấy em nay. Tôi cắn ngứt lương tâm, tôi không có ngủ nghe gì được hết trơn. Hôm nay điện thoại cho mày, trời thời buổi này á mà chị còn có cái lương tâm để mà cắn ngứt là tốt lắm đó chị. Chị thấy giải cứu chuyến bay không, chị thấy que test không, trời ơi ăn trên xương máu con người bệnh tật luôn mà người ta có cái lương tâm gì để cắn gứt đâu chị. Thật sự tào lao như đó đủ rồi. Bây giờ trả lại chủ đề chính là dán cái cặp xi nhan cho các bạn xem đi ha. Cái phần trên là mình dán màu cam quỳnh quang và phần dưới là mình dán phim trong titan nha các bạn. Cái phim trong titan các bạn thấy không, cái chuyển sắc rất là đẹp luôn nha. Còn đặc biệt là cái phần màu cam mình cắt tạo nét nè, tất cả những cái đường cắt này của mình ấy là cắt trực tiếp trên đèn luôn nha các bạn ha. Các bạn xem video chắc gung lắm đúng không, mặc dù chủ xe rất là an tâm nhưng mà ok, để cho các bạn xem video đỡ gung á thì mình sẽ dở lên cho các bạn xem trực tiếp cái đường dao của mình cắt ở phía dưới luôn. Đây các bạn xem nè. Đó, và không có một cái vết xước nào ở bên trong chó đèn hết nha các bạn, mặc dù là mình cắt trực tiếp trên chó đèn luôn. Đấy gọi là nghệ thuật nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip rất là nhiều.